Ngoại Thành xin trân trọng giới thiệu rau muống người lặt trai Ngoại Thành. Đây rau muống mình lặt là mọi người, mình đã ngâm nước cho nên nó tươi lại rồi mình mới bào nha mọi người. Hôm nay trai Ngoại Thành sẽ bào rau muống nha mọi người. Đó, rau muống bào mình sẽ làm món gì sẽ bật mí sau nha mọi người. Bật mí bí mật mực bật mí sau nha. Bây giờ là mình đến công đoạn bào rau muống. Rồi, chào mừng các bạn đến công đoạn bào rau muống nha mọi người. Đây rau muống nè, chuẩn bị bào. Trước khi mình bào, mình sẽ lấy cái thao mình đi múc miếng nước. Rồi, sẽ để nước đây. Rồi, bây giờ rau muống nè mọi người. Rau muống mình cầm một cái cọng lên, mình sẽ bào. Đây, dao, bào. Mình sẽ bào từ cái đọt xuống nha mọi người. Trong nước bỏ vô là có tác dụng là khi mình bào bỏ vô là cho bớt mủ. Sở dĩ mình dùng cái bào kia là tốt hơn mọi người. Cái bào này nó bự nên là nó ra sợ rau muống không có được đẹp. Cái bào kia kìa, nó mới được ngon. Cái bào này, cái bảng nó bự quá mọi người. Nó sợ rau muống bự quá. Cái bào đen đen á, nay tìm không thấy cái bào này, cái bảng nó bự quá. Chuyên nghiệp không mọi người? Chuyên nghiệp không? Đó. Bào vậy đó mọi người. Mọi người biết không? Bây giờ mấy người mà bào rau muống chuyên nghiệp, người ta có cái máy bào rau muống nha mọi người. Đó. Cái bào này nè, do cái bảng nó bự quá nè. Nghe không? Mọi người thấy bự không? Nên bào nó không được nhuyễn. Không được nhuyễn cộng rau muống. Đó. Không được nhuyễn cộng rau muống. Nên nó ra cộng rau muống nó bị gãy nha mọi người. Bào rau muống là mình không không thể mạnh tay nha mọi người, mạnh tay là cái dễ bị đứt lắm. Với lại trai Ngoại Thành bị sai lầm một chút xíu. Tại sao gọi là sai lầm mọi người? Khi mình bào cọng rau muống là mình để, nếu mình ngâm nước tới cọng rau muống quá lâu á thì dẫn đến cái cọng rau muống nó bị giòn, nó dễ bị gãy, nên mình ngâm nó vừa vừa thôi, nhưng cọng rau muống nó không bị gãy. Như rau muống người ta bào cọng rau muống bự dễ bào. Cái này là mình ở nhà mình làm á, và cọng nhỏ có gì bào đó. Đó mọi người. Bào nhanh quá sẽ bị gãy. Để mình cận cảnh cái mấy cọng rau muống gần cho mọi người coi nha. Không rồi, bây giờ mình sẽ cận cảnh cái cây rau muống. Đây là cây rau muống nha mọi người. Đó, mọi người thấy cây rau muống không? Đó, cây rau muống. Rồi bây giờ cái bào đây là mình sẽ để vô, mình sẽ bào cái đọt nó nha.
Đó. Tại vì cái bào này, cái bào là không chuyên về cái bào bào rau muống. Nên là mọi người thấy nó đứt không? Nó đứt là nguyên do là mình ngâm nước quá nhiều á. Ngâm nước quá nhiều dẫn đến là nó bị giòn rau muống. Cái bào này là cái bào kia kìa, nó bào dễ lắm. Đó. Cái bào này nó hơi bị bự, cái bảng nó bự quá. Cái bào rau muống này cũng từng bào rồi. Mọi người biết không, nhà trang ngoại thành á, nhà bà có người bà, có người của nhà của một người cô á, là bán hàng rau ở chợ á. Cô cũng hay bào, cái mình cũng qua mình bào. Cái bào nó ngon lắm. Vừa bén mà nó vừa nhẹ. Cái bào mà đen đen á là bằng thép á, bằng gì đó. Rồi sau đó là làm nhiều quá đó mọi người. Người ta có cái máy luôn á, có máy bào rau muống. Trang ngoài thành thì chưa thấy cái máy đó như thế nào á, chỉ nghe nói thôi. Chỉ nghe nói thôi, chưa thấy cái máy bào rau muống. Ta chuyên nghiệp, người ta bào nhanh lắm. Khi mà rau muống á mọi người, thấy mọi người thấy không, khi mà rau muống bỏ vô nước đó không, nó ra mủ nè, đen nước thành đen rồi thôi. Lại cộng rau muống mình xem nó sẽ quéo lại rất là đẹp đó. Đó, mọi người thấy chưa cái bào mà nhuyễn nữa là bào ngon lành nữa. Cái bào này bự quá mà. Các bạn thân mến, hôm nay Trang ngoài thành trổ tài nấu món bún bò nha mọi người. Rồi bắt bếp lên nha mọi người. Gọi là bún bò. Rồi giờ bà bắt bếp lên, đợi nước sôi rồi mình sẽ bỏ mấy cái nguyên liệu vô. Bây giờ mình sẽ cắt củ hành nha. Rồi đây là cái tấm thớt. Đây là cái củ hành. Rồi. Mình sẽ sử dụng nửa cái củ hành thôi mọi người. Nửa củ hành. Mình sẽ cắt. Mình sẽ cắt làm đôi. Cái này là mình sẽ cắt nhỏ nha. Đến đây mình bào mình sẽ cắt. Rồi cho vô tô. Còn nửa cổ còn lại luôn. Sẽ cắt giống vậy luôn đi cho nó nhanh. Rồi cái này bự nè, thì mình sẽ cho vô nồi nước nha. Cái phần củ hành này á, khi nào gần chín nữa bỏ vô nha mọi người. Rồi bây giờ cái công đoạn cắt chả nha mọi người. Trang ngoài thành hôm bữa là có mua chả, có chả chiên. À, mình sẽ làm hai tô bún
phải cắt 4 miếng chả nha. Đó, 4 miếng chả vô đây. Là chả chiên. Rồi chả lụa mình sẽ cũng cắt. Đây chả lụa nè mọi người. Chả lụa mình sẽ cắt một miếng. Miếng sao bị hư rồi. Đây bỏ vô đây đi. Để nó đẹp hả? Cái này là ăn liền. Nguyên vật liệu kế tiếp giới thiệu mọi người đây là thịt bò. Đây là Trang ngoại thành mua thịt bò tái nè mọi người. Hiện tại là khoảng này là cục này là khoảng 200 gram. Đó. Bây giờ mình cắt nha, 200 gram này. Người ta nói là ta cắt theo sớ. Sớ của nó là mình cắt nha. Phải dùng con dao bự hơn. Phải dùng con dao này. Bò thái. Bò lâu quá. Con dao nó hơi bị lục xíu mà. Đó, bỏ vô chén. À, như đây là đủ cái lượng bò cho 2 tô rồi nha mọi người. Đó. Rồi bây giờ mình cho miếng bột nêm vô mọi người. Miếng bột nêm. Đặc biệt có một cái không thể thiếu nữa là mắm ruốc. Mắm ruốc nha. Giờ mình cho mắm ruốc lên. Nước đã sôi rồi, đây cho mắm ruốc nha. Vậy giờ cho 2 muỗng. Rồi bây giờ mình xoáy, mình quậy lên nha. Để cho nó có cái màu mình sẽ cắt một cái ớt bỏ vô cho nó cay cay. Thêm cái nữa đi, ăn cay mới ngon. Đó. Là 2 trái. Đó, quậy lên. Rồi quậy nước lèo lên. Gọi là bún bò cười của mọi người. Đó. Thế mình còn ở nhà mình còn gì nữa? Ở nhà mình còn đây các bạn. Ở nhà còn mấy cục mọc. Thôi mình bỏ mọc vô kỳ quá, mình khỏi bỏ mọi người ơi. Rồi bún bò sao bỏ mọc vô được. Đó, nước đã sôi rồi. Rồi bây giờ là mình sẽ bỏ. Để mình nếm thử nước có vừa ăn chưa mọi người.
thiếu xả mà. Cái mùi mắm ruốc nó chưa có ngậy lên đó, mình phải thêm một muỗng nữa mọi người ơi. Đây là mình phải thêm một muỗng mắm ruốc nữa nó mới ra cái mùi bún bò được. Lên nha. Rồi giờ công đoạn tiếp theo mình cho hết cái này vô luôn. Đó. Giờ nước đã chuẩn bị sẵn sàng rồi nha, chuẩn bị ăn được rồi nha. Bây giờ là công đoạn làm rau nha. Rồi đây là cái dĩa của Trang ngoài thành. Đó, dĩa đó. Ở nhà có rau gì bỏ đâu đó nha mọi người. Đây rau, bỏ dĩa rau lên đó, rau gì bỏ đâu đâu đó lên. Trong đó có các loại rau thơm, rau dấp cá, rau kinh giới, rau tí tô, rau tùm lum tà la rau đó. Và đặc biệt một cái món không thể thiếu đây là hồi nãy là mình đã có rau muống, bây giờ bỏ rau muống vô nha. Món này là phải có rau muống đó. Tất cả rau muống vô luôn đó. Đó, dĩa rau đó. Ok đó, nồi nước lèo đã sôi. Đây là cái tô bún của chuẩn bị mình chuẩn bị sẵn đó mọi người. Tô bún này là tô bún gạo lứt. Đây là mình sử dụng bún lớn, mà nhà không có bún lớn, không có bún nhỏ, này là bún khô nha mọi người, bún khô gạo lứt. Đó. Rồi để này qua một bên nha. Bây giờ trước tiên á, là mình sẽ bỏ bò vô tái nha. Làm rất là giống. Đây bò đây. Bỏ vô. Thôi mình nghĩ ở nhà mình ăn á, thì mình chắc mình bỏ hết bò vô luôn mọi người ơi. Bỏ bò vô đây luôn. Đó, cho nó tái chân chín luôn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ múc cái tô bún của mình ra nha mọi người. Bún đây. Múc ra nha. Đó. Đặc biệt thêm hai miếng chả, một miếng chả lụa nha, hai miếng chả chiên đó. Bây giờ bắt đầu chiến đấu thôi mọi người ơi. Trang Ngoại Thành xin trân trọng giới thiệu mọi người tô bún bò đã hoàn chỉnh của Trang Ngoại Thành nha. Đây bún bò có bò nha, này là bún bò tái nha mọi người. Bún bò tái đó. Còn đây là dĩa rau sống gồm có rau muống và các loại rau đó. Đó, thành phẩm của Trang Ngoại Thành chuẩn bị chiến đấu thôi mọi người đó. Cận cảnh vô bún bò và rau sống của Trang Ngoại Thành nè mọi người ơi.
gọi là bún bò bắt cười quá. Rồi bây giờ chuẩn bị ăn thôi nha, chuẩn bị ăn sực phàm thôi mọi người ơi. Rồi bây giờ đó sực phàm thôi mọi người ơi, đây tô bún bò nha, săn táo lên ăn nha, xoay lên đó, quậy lên nha mọi người. Sẽ thử miếng nước lèo lại của mình coi như thế nào. Cũng gần giống mà mọi người, gần giống bún bò. Giờ cho miếng đậu muống vô mọi người ơi, muốn vô các loại rau trộn lên. Giờ trước tiên mình ăn miếng thịt bò trước đi, ngon ghê mọi người, hơi bị dai tại mình chắc mình cắt cắt không có đúng sớ hay sao mọi người, hơi bị dai. Ăn rau nha, bún bò bỏ ớt vô nó cay ngon mọi người, là bún bò nhà làm có gì làm đó. Miếng rau kinh giới nè, còn rau này là rau chấp cá, đó là bún bò chứ không có rau rau chấp cá, mà ở nhà có thì mình ăn mọi người. Đây là ớt. Giờ mình ăn miếng chả nha mọi người, chả chiên. Thôi Trang Ngoại Thành kết thúc clip ở đây nha mọi người. Mọi người nhớ đăng ký kênh Trang Ngoại Thành nha. Bye bye mọi người.